Xin chào các khách hàng yêu quý của DK I'm Robin Beauty. Và rất vui được gặp lại mọi người ở trong live stream ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì như mong mọi người có thể thấy thì chị mình ở kính đây là một người khách của chúng tôi. Thì ngày hôm nay là chị My qua DK để trải nghiệm combo hai dịch vụ laser ở tại DK. Đó là laser mày và laser môi. Và chị My của chúng tôi thì vừa được chuyên gia của DK thực hiện hút mực xử lý mực môi. Đó, và như mọi người có thể thấy thì vâng ạ, chị Giang ơi, chị có thể phân tích cái tình trạng môi cũ của chị My và phân tích cái tình trạng môi sau khi hút của chị My giúp em được không ạ? Môi cũ của chị My á thì cái mực của chị làm nó bị bết. Nó bị bết và nó không đều màu. Phần viền và phần khóe thì nó bị đậm hơn trong lòng. Vâng ạ. Theo như em xem lúc nãy thì là cái tình trạng môi trước của chị My thì khá là đậm. Tuy nhiên thì cái màu môi của chị bị xỉn rất là nặng. Chị My ơi, thì không biết là môi của mình làm được bao nhiêu lâu rồi ạ? Chị đang ở thẩm mỹ kia thì làm được 5 năm. 5 năm ạ? 5 năm, mày thì... Vâng, mày thì cũng vậy đúng không ạ? Đúng rồi, cảm ơn. Vâng. Chị Giang ơi, thì cái tình trạng môi mà bị xỉn như thế vậy ấy, lý do vì sao lại như vậy và để lâu thì nó có ảnh hưởng như thế nào không ạ? Có chứ. Lý do vì nó bị xỉn là vì trong cái gốc mực ấy nó có chứa tạp chất, nên là sau khi phun một thời gian nó sẽ bị xỉn màu. Cái tạp chất có chứa chì chẳng hạn thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe không tốt, và nó còn về mặt thẩm mỹ nữa, nó cũng không còn được đẹp. Sau khi mà chị trải qua một cái lần laser ở đây thì cái nền mô của chị nó đã trong rất là nhiều, nó gần như là sạch đi hết cái phần mực bết. Ở đây mới chỉ là một lần thôi. Với tình trạng môi như thế này thì chúng ta cần phải xử lý bao lâu hả chị? Như của chị My thì chắc chỉ khoảng tầm 2 lần là chị đã có thể làm mới. Tức là với cái công nghệ tại DK thì nó sẽ rút ngắn thời gian hơn gấp nhiều lần so với những công nghệ ở cơ sở khác đúng không hả chị? Thì không biết là trong quá trình laser môi như thế này thì chị My cần phải ăn kiêng gì không ạ? Chị không cần phải ăn kiêng cái gì hết. Ngoài ra thì mình chỉ cần dùng dưỡng để mình dưỡng cho cái môi của mình nó được mềm thôi. Vâng. Đó, như mọi người có thể thấy thì sau khi laser môi đã đi cây xong rồi, chị My của chúng tôi thì cái tình trạng môi của chị đã được xử lý đi khoảng tầm 80% rồi. Đó, thì bây giờ thì em xin mời chị Giang bắt đầu thực hiện cái quá trình laser mày cho chị My nhé. Mọi người có thể theo dõi. Và với cái công nghệ siêu laser Picomax ở tại đi cây thì sẽ rút ngắn 4 lần thời gian gấp 4 lần so với những công nghệ khác. Ngoài ra thì đây là một cái công nghệ mà hoàn toàn an toàn đối với da của chúng ta, sẽ không làm bong chóc này, không chảy máu, và đặc biệt với lông mày thì sẽ không bị cháy trụi lông. Và như em thấy thì da của chị My khá là mỏng đúng không hả chị Giang? Đúng rồi. Chị My ơi, thì không biết là trong cái quá trình laser thì chị thấy thế nào ạ? Hơi nhói tí xíu. Là sẽ châm chích đúng không ạ? Với những cái tình trạng mà da chị em mà mỏng ấy đó, thì sẽ chúng ta sẽ cảm thấy hơi châm chích một chút xíu, vì có những cái tình trạng da mỏng khi mà có tác động của bất kỳ một tác động nào đó thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy nó hơi cảm giác hơn da bình thường một chút xíu thôi. Đó, nhưng ngoài ra thì với cái công nghệ laser Picomax ở tại DK thì là một cái công nghệ mà nó đã có thể xử lý được nhẹ nhàng và an toàn nhất rồi. Và như mọi người có thể thấy thì vùng lông mày này không hề có cái dấu hiệu là bị rụng lông, cháy lông. Với cái cường độ nhanh như thế này thì sẽ rất sớm thôi thì chị My sẽ có thể nhanh chóng được làm cái combo mày môi thật là mới và thật là nhanh chóng. Vâng ạ, và nếu như mà các chị em cũng đang có những tình trạng tương tự như vậy thì các chị em hãy nhanh tay gửi tình trạng của mình qua fanpage của DK để đội ngũ tư vấn của chúng tôi có thể tư vấn chi tiết về dịch vụ cũng như là về các chương trình đã được áp dụng tại DK mọi người nhé. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi live stream ngày hôm nay ạ. Cảm ơn chị My rất là nhiều ạ.